Các bạn thân mến, bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về ba chú heo con. Tuy là anh em một nhà, nhưng tính tình lại khác hẳn nhau. Hai chú heo anh thì lười biếng mãi chơi, riêng chú heo út lại rất siêng năng chăm chỉ. Chuyện gì sẽ xảy ra với ba chú heo con, các bạn nghe nhé! Ngày xưa, có gia đình ba chú heo con sống ở cùng mẹ ở bìa rừng. Mùa thu đến, heo mẹ bảo heo con xây nhà để trú ẩn qua mùa đông. Vốn tính làm biếng, chú heo cả xây một căn nhà tranh, lấy một mảnh vải cũ làm cửa. Chú làm rất nhanh, chỉ một loáng là xong. Nhưng mỗi khi gió mạnh thổi qua, căn nhà lại rung lên bần bật. Chú heo thứ hai cũng làm biếng và mãi chơi không kém. Chú quyết định đóng một ngôi nhà bằng gỗ, nhưng chú cứ chần chờ lần nữa vì mãi chơi với đám bọn nhỏ. Khi mùa đông sắp đến, chú mới đóng vội đống vàng, một ngôi nhà nhỏ cốt, có nơi trú ẩn rồi tiếp tục vui chơi. Riêng chú út thì dành hết tâm sức và thời gian xây một ngôi nhà bằng gạch rất chắc chắn, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng bằng gỗ tốt. Vừa lao động chú vừa ca hát rất vui vẻ. Rồi mùa đông đến, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Một hôm, ba chú heo con đang chơi đùa vui vẻ thì chó sói xuất hiện. Nó nấp sau gốc cây tìm cách ăn thịt hết ba chú heo con. Ba chú heo con chạy bán sống bán chết về nhà của chúng. Sói đuổi đến nhà cửa chú heo cả. Sói thổi và chỉ hơn 3 giây căn nhà tranh bay theo gió. Heo cả chạy vội đến trốn nhà chú heo thứ hai. Giống như một tòa lâu đài giấy, chỉ với một cú đạp nhẹ của sói chưa đầy 5 giây, ngôi nhà gỗ đổ sập. Hai chú heo vừa đủ thời gian vắt chân lên cổ mà chạy. Chúng chạy đến nhà chú heo út, ngôi nhà chật chắc chắn với những cánh cửa bằng gỗ, tường xây bằng đá. Sói đến, gắng hết sức để thổi nhưng không kết quả. Sói dùng hết sức để hút đổ ngôi nhà gạch nhưng chỉ vô ích. Các cú hút làm cho đầu sói tóe máu, mắt sói nổ đom đóm. Tối đến, sói kiệt sức vì hút mãi mà nhà vẫn không sập. Chỉ còn một lối duy nhất để vào nhà, đó là ống khói lò sưởi. Nó quyết định leo lên mái nhà, trèo xuống ống khói. Ba chú heo đặt một nồi nước sôi lớn giữa lò sưởi, rồi nhóm lửa sẵn sàng đón tiếp vị khách không mời. Thế là sói độc ác té vào nồi nước sôi, heo út vội mở cửa và sói ta ôm mâm chạy thục mạng, không còn dám bén mảng đến nữa. Heo út mời hai anh về ở chung trong ngôi nhà gạch. Kể từ đó, hàng ngày ba anh em, chú heo cùng chăm chỉ làm việc giúp mẹ, cuộc sống của gia đình heo thật là an lành, hạnh phúc. Các bạn thấy không, chỉ vì lười biếng không chịu xây nhà cho chắc chắn mà suýt chút nữa là hai chú heo con đã bị con sói ăn thịt mất rồi. Thật là may, còn có heo út siêng năng xây được một ngôi nhà gạch chắc chắn, nên cả ba chú mới thoát khỏi con sói và có chỗ ở chắc chắn. Siêng năng như chú heo út, thật là đáng khen phải không các bạn? Thank you.